nếu dùng ý chồng này tiếng tên trà thì chồng phim sẽ đợi dùng xe phải tỏ nên là say mong vô rồi hóa tận nhau bị mong thì đi là nó của gia cái dân và nhớ đầu dấu nó của cha bé là một say sò kế quả dân giả tỏ xa ở số phần thua là dầm như gì lòn để sư phương thấy dân thọ quả giờ ý thức sư phương nhớ đầu xa cái thời số hậu luôn thằng phát là à sư phương thấy dân là giờ nữ luôn bị số hữu và thảo dụng quả và ý thức sư phương cho bé cho mong quả nữ bao giờ xa mong lên sư chi là khấu trợ đầu hành thế chỉ tại đây là sư nương trường bao giờ kế sông cao kế hùng cao kế đầu giả số như gì đầu giả thế để giờ thì nó nhớ được sông ở thế cổ lâu từ cổ chi là sư huynh thấy riêng thế này là một chỉ trả mua y luôn đánh kế là gì cho nương thế là một quá giờ nương thế kế hùng cao kế ở số phan truân đời nương nhớ được luôn trong mạng quang hậu à ba tư la mà tàu trọng mong sẽ đầu tàu tôi một sai thế sư huynh thấy riêng trở lại thấy riêng họ là lời nương giờ từ khu và sau đó sang câu hai tiếng thành là có thể ít chạy pha và có thể sang câu muôn số muôn bề à nhớ đầu sách cái thầy số và trong tủ giá tủ trang thải nhẹ mua sang câu nói cho là một khu nhớ đầu tên thành kia là vậy thiết là một khu nhớ đầu họ là tên và nên là như gì và thầu là chữ ý đảnh câu che từ cho nên là nhớ đầu dẫu nó của cha cái là một sai trò kế quay dân giả hùng câu à sinh số ban thua làm đại sư huynh thấy dân thọ nhớ đầu luôn đồng mạng quảng hậu ba cái là是嘞，不但被阿贝托谈嘞，挺难个一这一版。第二个呢，累累都是谈融通很，那很夸沙。要等那呢，过山下开着多次报的，你知道呀？在我的应用呢，你下了这古尔夫出战啊出梗的了他，熊呢前一套么周九熊了，老我那哈呢老多人啊，你提我就能出子都狠，你提我就能出子都战。但是呢，前一套正输了一套罗一样，古尔夫我神级型，错战我老干他，真诚陆基们看他们要晒补的了。陶老师您好，过年。我知道呀，陶老师呢是生在马关，长在马关，而今天又以这样特殊的方式回到了家乡，和家乡的父老乡亲见面。我相信此时此刻，您一定有很多话想对现场的朋友说。我是土生土长的在马关县。我说三个感谢，第一，衷心感谢马关县委、县人民政府。在2014年这个春节期间，给我提供了一个展示我作品的很好的平台，这是第一个感谢。第二个感谢，感谢马关的水土从小养育了我。第三，感谢马关各族人民对我的支持和厚爱，谢谢。我到此路上走。赵昌荣，古勇陈颖涛，啊，让马关县都弄镇，把他澳洲主持人已经好了，弄那么贵的租金，等他开门到慈善，想被蒙下，让善人民救下，只需要做善人民们来家，我走。好的，谢谢谢谢陶老师。一方水土养育一方人，马关是个人杰地灵的地方。好的，接下来让我们把舞台交给陶老师。Thank you.
Okay.
马关地区有一路融地融钱，技术难度呢？马关县委县人民政府的市容办他，叫做车站面区啊，市容区市容办，要这呢，一三年的时候呢，伢子去到嘉应路，多功能我的伢子呢，要支撑到支撑到来咋？被为马关倒霉佬莫不难莫破。不要为马关团团杂乱受牺牲，伸出马关地区的容忍说。马关是一个神奇美丽的地方，令人向往。马关的苗族花山节自2007年被省民委评为云南十大民族狂欢节之一以来，在马关县委县人民政府的高度重视和关怀下，民族文化建设高潮是一浪接着一浪，民族文化品牌也是应运而生，享誉国内外。马关，我们为你感到骄傲和自豪，愿意放开歌喉为你歌唱。接下来请欣赏第四章《花山潮》。
高阳